はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。こんにちは。はい。じゃあ、hôm nay chúng ta cùng nhau bước vào học bảng chữ cái katakana. Đó là bảng chữ cứng. Chữ cứng, mục đích của bảng chữ cứng là gì nhỉ? Thứ nhỉ? Dạ, bảng chữ cứng để phiên âm những từ ngoại lai. Đúng rồi, phiên âm những từ ngoại lai. Đúng nhỉ? Nhắc lại một lần để cho các bạn nhớ như thế nhé. Còn giờ trước chúng ta đã học xong hiragana rồi đúng không? Đấy. Katakana thì nó cũng giống y hệt như thế, không có gì thay đổi cả. Tuy nhiên cách viết nó khác thôi. Còn bộ chữ của nó cũng có 46 chữ. Rồi trường âm nó khác một tí, tí nữa mình dạy sau thôi. Ok. Những chữ này chúng ta sẽ học này. Đây chữ A này, được chưa nhỉ? Đây hàng A được chưa? Đây hàng K nhé. K này. Đây là Sa. Được chưa nào? Và đây là Ta này. Đây là hàng Ta. Ok, chúng ta sẽ học Akasata. Được chưa nào? Akasata. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bước luôn vào hàng A nhé. Hàng A này, chữ A. Đấy, đây là chữ A của chúng ta. Hai nét như này thôi. Thì chữ A này nó giống cái yên xe đạp. Các nhìn thấy giống yên xe đạp không? Cái yên xe đây đúng không? Rồi, đây. Tưởng tượng hơi giống yên xe đạp. À, yên xe đạp. À, đây là chữ cái yên xe đạp. Được chưa nào? Viết đi. Đơn giản. À, nhé. À, yên xe đạp. Được chưa? Các bạn nhớ nhá, chữ katakana thì mình sẽ đi thật là nhanh nhá. Đấy, mình cũng chưa cần các bạn học thuộc ngay đâu. Nói chung là học thuộc đến đâu thì thuộc, xong rồi dần dần vào bài học. Xong rồi đi vào những cái từ vựng cụ thể. Chúng ta đọc nhiều, chúng ta sẽ nhớ. Nhiều các anh chị, các khóa trước á, học chữ katakana này, học cả mấy tháng trời cũng quên bảng chữ cái luôn. Không nhớ được. Không phải nó khó mà là gì. Nó không dùng nhiều bằng hiragana nên là cơ hội đọc nó ít hơn á. Nên là nhớ nó hơi khó một tí. Tuy nhiên thì nhỉ, mình sẽ có một cái bí quyết để nhớ bảng chữ cái này nên là các bạn yên tâm. Ok, hai chúng ta xong chữ A rồi nhá. Chữ A thế. Hai bảng chữ cái đăng này ví dụ nó cũng ít á. Nên là chúng ta học hết cả 20 chữ vừa rồi, 4 hàng á. Xong thì mình sẽ cho ví dụ. Thế nào? Hai chữ A xong rồi. Bây giờ chuyển sang chữ Y. Ôi rồi. Y. Đố tưởng tượng ra cái gì không? Lại là yên thế nào? Nhưng mà nó bị hỏng hay là... được khẽ đúng không? Yên xe đạp nó bị hỏng, nó bị chỏng lên đúng không nào? Vâng. Vừa nãy chữ A của chúng ta là như thế này. Đấy. Nhưng mà bây giờ chữ Y, yên xe đạp chúng ta, nó bị hỏng, nó chỏng ngược lên. Nó chỏng lên thì nó sẽ chọc vào bông của chúng ta đúng không nào? Hay A, Y nhé. Y. A, Y. Y. Y này rất là dễ rồi đúng không nào? Bản chữ cứng viết dễ là những mềm đấy. Tại vì nhìn nó cứng cứng á. Nó không uốn lượn nhiều. Đấy chưa nào? Y, Y. Đấy, tiếp theo. Y ですね. Ư. Ư ですね. Ư. Đấy chưa nào? Chữ Ư này có 3 nét này. Đầu tiên viết ở bên trên trước nhá. Bên trên này. Xong chúng ta viết một nét song song nữa. Đấy, Ư này. Đấy chưa? Xong thì viết lên này. Cho nó sát vào đây, chữ Ư sát vào đây. Nhưng mà nhiều lúc viết máy nó không sát, không cao nhá. Nói chung là ra sao để nhanh nhất. Ư. Các bạn nhớ nhá, cái nét này nó phải song song nhớ chưa? Thẳng nhớ chưa? Tại vì tí nữa nó giống một vài chữ khác ấy. Nên là cái nét thẳng này để dùng để phân biệt. Ư. À, ý ư. Ư rồi nhé. Ư rồi nhé. Được chưa? Chữ cứng tiếp theo này. Chữ mềm E còn nhớ không? Có đúng không? Chữ mềm E như nào? Đồng số 2 đúng không? Đồng số 2 đúng không? Thì chữ E này, chữ E của chữ cứng sẽ giống số 1. Nhưng mà số 1 trong bảng La Mã. Được chưa? Hay. Số 1 trong bảng La Mã. Được chưa? Dài hơn nhớ chưa? E. 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 Ok. A ですね. Hay. Nó chữ O này xong chúng ta luyện phát âm một tí. Hay. Cái này là chữ O. O ですね. O. Hay. Một nét thẳng ra. Hai nét kéo xuống hơi phải lên một tí. Xong đi. Chạm vào. O. O. Có
Các bạn cố gắng học thuộc bảng chữ cứng này, bởi vì sau này học chữ Hán nó liên quan đến rất là nhiều chữ giống chữ cứng này nhá. Hơi giống giống một tí. A i u e o. Rồi chúng ta cùng đọc lại à. A i i u u e e o o o. Dạ, xong một hàng. Tiếp theo hàng tiếp theo. Ấy ca. Chữ ca này thì nó khác chữ ca kia như thế nào nhỉ? Không có dấu phẩy mà nó hơi cứng hơn đúng không? Chữ A kia thì nó sẽ mềm như thế này đúng không nào? Đúng không? Còn chữ này thì nó thẳng ra này. Nó sẽ như nào đây? Thẳng ra này nhá. Kéo xuống như này được chưa? Đấy. Hơi hơi. Thế này các bạn không cần phải đấy, được. Cứng như thế này được. Ok. Cả. Cả. Chữ ca mềm thì chúng ta phải thêm phẩy dài này đúng không? Cả. Cái chữ này này phải bằng cái chữ này này nhá, chưa để sẵn nó phải bằng nhau mà, hai cái này nó bằng nhau hoặc nó dài hơn một tí đi cho nó bằng nhau một tí đi, nhớ chưa? Chứ không được viết kiểu như thế này, như thế này không, như thế này nhá. Nào này không, thẳng xuống này thế nào? Cả. Nói chung là nó không thay đổi chỗ nào đúng không? Ca này chữ kỹ như thế. Đấy, kỳ không thay đổi. Hai chữ này ngoan kìa. Đúng không? Ca kỳ. Hai chữ này rất là ngoan. Kỳ đúng không? Chúng ta thêm một nét này sẽ là do chữ kỳ mềm này đúng không? Còn chữ kỳ cứng thì chữ này thôi. Ok, kỳ, ca kỳ. Còn nhớ ca kỳ là gì không? Quả hồng. Quả hồng, đúng rồi. Ca kỳ là quả hồng. Ca kỳ, quả hồng. Kỳ. Thấy chưa? Kỳ. Cư. Cư không biết có ngoan không nhỉ? Này, này chữ cư. Chữ cư đây. Cư đây. Cư hư à? Cư rất là hư đúng không? Cư hư. Cả kỳ ngoan nhưng mà cư lại hư. Hết ngang này. Cư. Cư này. Nhiều lúc viết ngoái thì cái phần trên này nó bị mất đi á. Nhiều lúc viết ngoái nó sẽ ra như thế này. Đấy. Nên là làm sao nhớ nó như thế này được, đúng không? Cự. Cà kì cự. Được chưa nào? Cà kì cự. Rồi, kè. Ok, kè. Cũng gần giống chữ cự này đúng không? Cũng một nét như thế này. Xong rồi sang này nhưng mà sang đây thôi đúng không? Xong rồi chúng ta sẽ ở giữa này. Chữ kia là gì nhỉ? Đến đây xong là vòng con số đây đúng không? Rồi. Okay. Nhưng mà chữ kê thì sẽ bắt đầu bắt ra ở giữa này. Đấy các bạn. Này, chữ cư với chữ kê gần giống nhau này. Được chưa? Ca kỳ không thay đổi, cư kê thì giống nhau. Kê. Đấy, kê. Ca kỳ cư kê. Đấy. Cư kê thì hư, cư hư, kê hư. Cô thì ngoan không? Xem cô ngoan nhá. Ngoan không? Xinh ngoan. Xinh ngoan. Cũng gần giống đúng không? Chữ cô kia là cái môi này đúng không? Thì chữ này thì này này này. Okay. Cô. Cô. Cô cả kỳ cứ kẻ cô. 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 Nghe chưa? Cô. Xong rồi. Xong rồi. Cả lúc đọc lại. Ca. 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 Không đọc ca, còn ca. 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 Ki. 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 Cư. 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 Kè. 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 Cô. 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 Ok. Ca ki cư kè cô. Tiếp theo. Ơ. Đây là gì đây? Thêm tèn tèn thì sẽ là gì nhỉ? Còn nhớ không? Ca thêm tèn tèn vào. Tèn tèn vào sẽ thành? Ga. Ga, đúng rồi, thành ga đúng không? Chữ này, viết chữ này chứ. Thật rồi, cái chữ này thôi các bạn không cần viết được. Cái này nhớ chưa? Ok. Nếu mà chữ ga mềm kia thì nó phải như thế này nhớ chưa? Các bạn nhớ cho mình một điều, chữ ca, đây là chữ ca mềm nhớ chưa? Chữ ga này sẽ dài ra như thế này một tí nhá. Đấy, được chưa? Cái nét đầu tiên là dài hơn một tí nhá. Ok.
dài ra để viết hai chữ nét để bé ngon. Còn khi mà nhìn thấy chữ K mà nó như thế này mà nó chỉ có hai nét thôi, tức là chữ K cứng, à chữ ga cứng, nhớ chưa, ga cứng, thấy chưa nào, đấy ga tương tự như thế. Những chữ này chúng ta lướt qua được. Đây là chữ ghi, đúng không nào, ghi nhé. Tiếp theo gư, đúng không nào, gư. Ghe, ghe. Gỗ, gỗ. Đó đúng không nào, gà, ghi, gư, ghe, gỗ. Ok, gà, ghi, gỗ. Tiếp theo S, hàng xa. Xa xa nhé, đúng không, ghét nào. Xa, một nét. Xong đấy, bên này chữ chữ kê, chữ kê gì đây, đây là chữ gì đây, kê mềm đúng không, kê mềm này, chữ kê mềm nó kéo dài ra được này đúng không, à mình viết phải viết nét ngang chưa, ngang này trước nghe chưa, xa này, còn giống chữ kê mềm, xa. Sake, sake Nhật Bản, rượu ấy. Nào. Sa, sa thì gần ok kê. Sa, sa mềm. À nó gọi nên chúng ta sẽ đọc là sa cứng kê mềm. Sa cứng kê mềm. Đấy không? Chữ sa, sa chữ cứng thì sẽ là gần giống với chữ kê mềm. Sa cứng kê mềm. Thấy chưa? Hay, sa. Si. 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 Các bạn nhớ ra chữ si này, sau này nó giống với hai chữ nữa, ba chữ nữa cơ. Nên là các bạn để ý cho mình nhá. Một phải đây, hàng thì phải đây, hơi song song một tí nhá chưa? Không thì ở bên dưới mình. Phải đây này. Thực ra ở đây nó cũng phải có cái phải đấy, phải cơ. Nhưng mà đây là chữ in hoa trong sách, à trong máy tính nó như thế này. Thường thì chúng ta sẽ phải lên như thế này nhá chưa? Phải lên một cái như này. Vẩy lên nhá chưa? Si. Si. Sì. Nhớ viết như này nhá, sì. Ok, sì. Đó. Chữ này rất là quan trọng này, sì. Những chữ này còn liên quan đến sa siêu sô nữa đúng không? Hàng sáng y này, sa siêu sô, sì. Sì. Ok, sì. Watashi, sì, sì, sì. Thấy chưa? Sa sa xong rồi sì này, sì đấy nhé. Sì. Tiếp theo sự. Sự đúng không? Sự. Sự cứng là gì nhỉ? Giống chữ gì? Ôn lại một tí. Chữ đờ đúng không nào? Sự đấy. Đây, cái sự này như thế này. Lấy ở giữa đúng không? Kéo ra. Kéo ra. Nghe. Sự. 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 Giống cái gì đây? Sự này. Chữ gì bên quen này. Lần nữa này. Số 7 sắt đổ. Sự. Sự. Ok. Sa si sự. Xe. Ô. Gần giống cái xe mềm đúng không nào? Gần giống xe mềm đúng không? Xe cứng, xe mềm gần giống nhau. Đây xe mềm đây. Đúng không nào? Xe cứng đây. Đấy chưa? C. C cứng là chỗ này không nhấc út lên đúng không? Phẹt luôn thẳng xuống. C. 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 Nhớ kéo cái này nó dài dài ra bằng cái này nhá. Nhiều bạn viết chỗ này nó ngắn quá. Nhận viết chỉ như thế này thôi nhìn nó không đẹp nhớ chưa? Đấy. Phải viết nó dài bằng hoặc là hơn cái này một tí này. Đấy chưa? C. Thì trông nó mới đẹp. Cố gắng kéo kéo con chuột ra nhé, kéo cái ấy ra, mũi ra, bút ra. Giờ sa si sư xe, xe này cũng hoàn này, tiếp. Sau này những chữ nào mà nó giống bằng chữ mềm đúng không? Thì chúng ta cho nó là những chữ ngoan, được chưa? Những chữ ngoan. Hay, sổ. 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 Không, ví dụ vừa nãy chúng ta thêm một S đây là sẽ gần giống chữ si đúng không nào? Nhưng mà cái này nó khác nhé chưa? Chữ này là nét viết của nó khác. Một nét đây. Từ trên xuống nhớ chưa? Không phải từ dưới lên nhớ chưa? Sọ. Sọ.
そそちなそはじなあららら、さ、さ、し、し、し、す、す、せ、せ、そ、そ。OK, 出たよ。てんてんてん。さ、たんじゃねえか。ざ、ざ、ざですね。みんなの声、ざ、ざ、ざ、じ、じ、じ、ず、ず、ず、ぜ、ぜ、ぜ、ぜ、ぜ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、じゃあ、ざりぜりぞですね。簡単ですね。簡単。簡単、簡単。簡単。次。三連中、た、たですね。今度、中文ない、中文ないのでいらん。いいね。ぐー。ぐー。えらいな、中、ぐーのな。はい、た。OK? た。た。Hãy tí nhiên cái chữ này này, ta để này. Đây nó có thừa ra một tí này đúng không? Nên chỗ này nó mất đi một tí đúng không? Ừ. Tuy nhiên trong sách hay là trong một vài cái cách viết kiểu các kiểu chữ nó cũng có thể viết gì nhỉ? Nó như thế này này. Ok. Bên trong này không còn thừa ra cái này được. Ok, hơi hở đây một tí này nhé. Ừ. Không vấn đề gì cả. Được chưa nào? Đấy, thở. Ok. Ừ. Thở. Ok, được chưa nào? Thở này nhé. Còn giống chữ cư này nhé. はい。ち、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 チーチーですね。チーね。まあ、thực tế、bây giờ mình sẽ dạy luôn một chữ đó, chữ na. Chữ chi này. Chữ na chính là chữ này. Chữ cứng ạ. Na cứng ạ. Coi như nó không thay đổi. Được chưa? Ừ. Hôm nay cho thêm một nét đây nữa, hình chữ chi ですね. OK? Chi. いいんですか? Được chưa nhỉ?はい、た、ち。はい、つ、つ。ここが能力すぎるわ。うん、つですね。で、言えん、体重かかん。ああ。ああ。うん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 。được chưa? OK. Sự. À, chữ sổ. Chữ sổ, chữ sổ như này đúng không? Đúng rồi, phần đồng chữ sổ đấy. Phần đồng chữ sổ. Thế còn một chữ nữa cơ. Tuy nhiên phân biệt được cách viết của nó thì có gì đâu. Sự. OK. Sự. Cantan des. Cantan, cantan. Cantan, cantan. Ai. Tệ.tệ tệ tệ ですね。うん。đây là chữ gì? e e đúng không? Bây giờ chúng ta nhấc cái này xuống đây. Được chưa? Thành chữ t. OK. t. 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 Thế nào? tOK, OK, OK. OK, OK, OK. Tệ. Tố. Cảm ơn です. Cảm ơn, cảm ơn. Một cái thẳng quá. Quá dễ. Nhiều trẻ con đang viết gì đúng không? Nghịch ngợm tí. Tố. Tố. À, có chữ tết tố là tết đấy. Sao tết thì đúng không nào? Đây là chữ tê vào đúng không? Còn đây là chữ tố. Tết tố.Tết tổ. Tết tổ là Tết. Ờ, người Nhật người ta biết, sẽ biết chữ này. Tết tổ. Tết tổ là Tết. Viết sang bên này được. Viết sang bên này. Tết tổ đấy. Tết tổ. T
Tất nhiên chữ cứng hoặc là chữ Hán nó có một từ khác, nhưng mà từ này khi mà dùng chữ katana người ta cũng dùng được, nghe chưa? Teto. Teto. Được chưa nào? Xong rồi, xong rồi. Cảm ơn đọc lại. Ta. Chi. 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 Te. Te. To. To. Ok. Tiếp theo. Rồi, chữ này chữ gì đây? Đa. Đa. Đúng không? Đa. Dạ. Gì đúng rồi, không phải đi mà là gì đúng không? Gì. Nhưng mà tuy nhiên chữ này nó ít xuất hiện đúng không? Gì. Dư đúng không? Dư. Đề. 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 Độ. 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 Được chưa nào? Mấy hàng rồi nhỉ? Bốn hàng. Bốn hàng xong rồi. Ơ hết rồi. Nhanh không? Ai rồi cái là nó độ được đấy. Đấy. Chơi được. Tiếp theo thì chúng ta đi đến một vài ví dụ đi. Ok. Đây là ví dụ đây. Đây, chúng ta đọc từ từ nhá. Chữ này vừa học xong, tê tê tọ đúng không? Tê. Tê đây là chữ tọ đúng không? Ừ. Nhưng mà thêm một chữ ở giữa, chữ ở giữa đọc là gì đây? Sư. Sư, đúng rồi, sư. Đọc hả? Sư. Tê tọ, tê sư tọ. Sư này nó thì đọc hơi nhanh kìa. Test, đây chưa? Đấy. Nó chính là chữ này. Đấy. Đọc hả? Test tọ. Test tọ. Test tọ. Test tọ. Là test, đúng không? Nó phải test, phải kiểm tra được chưa? Test tọ. Chưa, tiếp theo. Key, key thì là gì đây? Key. Key là chìa khóa. Key. Đúng key nào? Key là chìa khóa đấy nhé. Đấy, test tọ, key. Hay key là chìa khóa đúng không nào? Em hỏi. Ừ. Đây ở chữ key tại sao có một dấu gạch ngang ở chữ gì? À cái này chỗ này mình quên mất chưa dạy các bạn đúng không? Hay trường âm trong bảng chữ cứng là một chữ gạch ngang này. À ok. Nó không như trường âm bảng chữ mềm nó có nhiều cái đúng không? Thì a thì là a này, ư thì là ư này đúng không? O thì là ư này đúng không? Tuy nhiên thì trong bảng chữ cứng nó quy định chỉ cần một nét gạch ngang này thôi. Sẽ là trường âm được chưa? Sẽ đọc là ki ki ki, được chưa? Đây là trường âm, ok. Bạn ghi vào trường âm, trường âm, trường âm, được chưa? Trường âm. Đây, một nét gạch ngang là trường âm. Đây, chữ tiếp theo này, chữ này là chữ gì đây? Ở giữa này. Nhưng mà sao? Đúng rồi, chữ sự này. Nhưng mà nó được viết nhỏ hơn. Đúng nào? Đây gọi là âm ngắt, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ đọc ngắt nó ra. Đây là chữ gì đây? Cư. Cư, đúng không? Hay, chí. Cư. Viết ra đây cho các bạn hình dung được. Cư này, chữ này chữ ki, đúng không? Ki gạch ngang ra này. Thì chữ nhỏ thì sẽ gấp đôi chữ này ra. Gấp đôi chữ ca này. Đúng rồi. Cực kỳ. Cực kỳ. Cực kỳ. Cực kỳ. Đây các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh đây. Cực kỳ để thấy. Cực kỳ là những bánh ngọt như cái bánh quy của mình á. Ờ, bánh quy, bánh ngọt, được chưa? Đó là cực kỳ đấy. Nó tròn tròn bé bé như này này. Hay ok. Tiếp theo số 4 này. Đê tọ. Đúng rồi. Đê tọ. Đê tọ. Đê tọ là hẹn hò. Từ này rất là hay sử dụng nhớ chưa? Hẹn hò. Đê tọ. Đê tọ. Hẹn hò à? Người kiểu như là người Nhật người ta hay hỏi nhau á. Tao về trước đây. Đê tọ. Hẹn hò ai à, đúng không? Đê tọ. Hay tiếp theo. Chữ này là vừa học xong. Chi đúng không? Chi. Chi. Dự sự thì hai xem hai dấu là sẽ dự đúng không? Chi dự được nhỉ? Chi dự. Chi dự là gì nhỉ? Chi dự là phô mai. Ok, phô mai, chi dự là phô mai. Tiếng Anh là gì? Cheese. Cheese. Ok. Đấy nên là bạn nào mà học giỏi tiếng Anh thì học những cái này học thuộc cũng rất là dễ, không có gì khó. Cheese. Ừ. Cái âm đằng sau nó hơi cứng một tí, được chưa? Rồi, tiếp theo. Cô tổ. Cô tổ. Đó là cô tổ. Cô tổ. Cô tổ. Nghe giống cái gì? Cô tổ.
như là cô tô nhỉ. cô tô là áo choàng. Hãy cô tô là áo choàng nhỉ. Hãy cô tô là áo choàng. Được chưa nào? Thế thì thử đọc chữ này xem nào. Ê, gì đây? Cư đúng không? Đúng rồi, taxi. Ừ, chữ cư nó hơi bị biến mất đi tí. Nếu mà đọc từ từ là taxi đúng không? Rồi, đọc nhanh thế nào? Taxi. Ờ, taxi là taxi ấy. Taxi. Ok, taxi nhé. Học thêm một từ này nữa, đây là 7 này. 8 này. Đúng rồi. Cà độ ですね. Cà độ là thẻ. Thẻ gì đó, thẻ điện thoại hay là thẻ ngân hàng hay là thẻ gì đấy nha. Cà độ. Nó là một cái thẻ. Đấy, ok. Làm chưa nào? Hay. Tạm thời bài học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc chúng ta đọc lại một lần nữa nhá. Hay. Ok. Chưa vào. Testo. Key. Cookie. Ok. Date. Cheese. Hay. Coat. Hay. Taxi. Card. Ok, xong. Không rồi. Mình sẵn. Đặt thịt được rồi. はい、皆さん、ありがとうございました。先生、ありがとうございました。Okay? 皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。